nộp hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1. Để nộp hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1, đương đơn cần nộp cho sở di trú những giấy tờ, bằng chứng, chứng minh đương đơn đã và đang đáp ứng đủ tất cả mọi yêu cầu cho visa doanh nhân E1. Những yếu tố bao gồm: doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam phải là chi nhánh, công ty con, công ty có đồng sở hữu với công ty đang hoạt động ở Mỹ. Đương đơn phải làm với tư cách là nhà quản lý hoặc điều hành cấp cao tại công ty ở Mỹ. Doanh nghiệp ở Việt Nam và Mỹ vẫn còn đang hoạt động liên tục. Giấy tờ xin gia hạn visa doanh nhân E1 bao gồm: công ty ở Mỹ, thuế 1 năm gần nhất của công ty, điều lệ công ty về quyền sở hữu và kiểm soát, báo cáo thuế của nhân viên, thư diễn giải công việc và bằng cấp chuyên môn của các cấp quản lý mà đương đơn đang trực tiếp kiểm soát, thư diễn giải công việc cụ thể của đương đơn, báo cáo thuế của đương đơn, người xin gia hạn visa doanh nhân E1, sao kê ngân hàng, báo cáo tài chính của công ty, hộ chiếu, visa I-94 của đương đơn xin visa doanh nhân E1, những tài liệu quảng bá cho công ty, website, tờ bướm, hình ảnh, catalog, hợp đồng ký kết với các khách hàng, chứng từ xuất nhập khẩu, hóa đơn, sơ đồ nhân sự, công ty ở Việt Nam, giấy phép kinh doanh mới nhất, ghi rõ ai là chủ sở hữu và sở hữu bao nhiêu phần trăm, thuế 2 năm gần nhất nếu khai thuế cao, sao kê ngân hàng, báo cáo tài chính của công ty, những tài liệu quảng bá cho công ty Việt Nam, website, tờ bướm, hình ảnh, catalog, hợp đồng ký kết với các khách hàng, chứng từ xuất nhập khẩu, hóa đơn, sơ đồ nhân sự. Đương đơn xin gia hạn visa doanh nhân E1, hợp đồng lao động nếu có, bản lương trong 1 năm, bằng cấp chứng minh trình độ học vấn nếu có, hộ chiếu, hình 5x5, hình màu, nền trắng mới chụp, khai sinh vợ, con và hôn thú nếu vợ con là người đi kèm. Những đơn từ cần nộp để xin gia hạn visa doanh nhân E1: mẫu đơn I-129 và I-129L, phí nộp đơn cho sở di trú $460, phí làm gấp nếu muốn $2,500. Nơi nộp hồ sơ: hồ sơ của đương đơn xin visa doanh nhân E1 sẽ được nộp đến một trong những văn phòng di trú sau đây, tùy thuộc vào nơi cư trú của đương đơn: California Service Center, Nebraska Service Center, Vermont Service Center. Thời gian cứu xét hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1 tùy theo từng văn phòng di trú mà thời gian xét hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1 sẽ khác nhau. Thường thì khoảng 3 đến 6 tháng, nếu trả tiền làm gấp sẽ được cứu xét trong vòng 15 ngày. Văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn thành hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1 mà sở di trú yêu cầu. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1 được chấp thuận. Trong khoảng thời gian sở di trú cứu xét hồ sơ, nếu sở di trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn quý vị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung. Văn phòng chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả giấy tờ cần thiết để hoàn thành bộ hồ sơ xin gia hạn visa doanh nhân E1 một cách nhanh nhất. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.